con xin có một câu hỏi là chúng ta có nên tin vào số mệnh hay không nếu hai người yêu nhau nhưng nếu ghép lại sẽ thành tuyệt mệnh thì có nên tiếp tục nữa hay không xin thầy hãy chỉ rõ ý nghĩa của hai từ tuyệt mệnh con xin cảm ơn ở đây á ở trong cái từ tuyển mệnh bạn xem này ghép lại chắc là bạn phải xem về gì về tử vi về tướng số về phong thủy học trong phong thủy thì có gì ạ à, có lục sát những cái xấu đó có lục sát có tuyệt mệnh có họa hại và có gì lục sát họa hại tuyệt mệnh và ngũ quỷ à, còn à, tốt thì có gì à, có có sinh khí này, có phục vị này, có uh, diên niên này và có thiên y này, à, trong bát quái chia ra như vậy à, bốn tốt và bốn xấu. Thế chúng ta thấy các bạn này là hãy xem phong thủy học, cho nên chắc là yêu một bạn nào đó nhưng mà xem gì hai mệnh người cộng lại xem thì nó vào cái cung này tuyệt mệnh, cho nên là buồn. Không sao. À, nếu bạn là tín đồ của đạo nho hay đạo lão á đạo lão thì họ gì tin tưởng tuyệt đối vào gì cái phong thủy này nhưng mà lão tử lão tử tức là lão giáo thì bây giờ Việt Nam chúng ta không còn tồn tại nữa không không còn không còn đạo lão nữa chỉ còn một số các đền thờ rải rác ở khu miền Bắc chúng ta nhưng cũng không có một gì một vị tu sĩ về đạo lão nào nữa mà bây giờ lại biến thành cái đình cái đền cái chùa rồi à, thờ gọi là tam giáo đồng nguyên như ở dưới Hoài Đức có một cái chùa gọi là chùa Linh Tiên à, chùa Linh Tiên gọi là Linh Tiên quán đó. cái chữ quán này là vốn gì nó giống như việc giống như chúng ta Phật giáo gọi là chùa cái từ quán này là chỉ cho bên nhà thờ của đạo lão giờ do lão tử là người sáng lập đạo nho là khổng tử là người gì? sáng lập còn đạo lão là khổng lão tử là người sáng lập đạo Phật là thích ca mâu ni Phật chúng ta là người sáng lập đó. cho nên đó, cái vấn đề mà uh, xem về tướng số uh, uh, mệnh này đó, hay phong thủy này đó là về gì về đạo lão còn các bạn này mà theo đạo Phật ấy, thì các cụ chúng ta thì, bạn ấy về thì, đọc cái quyển sách hai bạn cả bạn nam cả bạn nữ hai bạn này nên tìm đọc cái quyển sách hay tin nữa ngay tin nữa các bạn chúng ta cũng có thể xuống thỉnh và đọc cái quyển sách này tích phúc cải mệnh cái quyển tích phúc cải mệnh hay là hay gọi là làm chủ vận mệnh đó đọc cái quyển sách này các bạn sẽ thấy gì quan điểm của Phật giáo mệnh là do chính chúng ta gì tạo nên chứ không phải do một đấng thần linh nào một đấng tối cao nào tạo lên số phận của chúng ta tạo lấy cái mệnh của chúng ta bắt chúng ta phải gì phải theo đúng như vậy tất nhiên con người ta khi chưa tu tập thì chúng ta vẫn theo cái gì cái vòng xoáy của gì của định mệnh ấy ví dụ như trong cái quyển tích phúc cải mệnh đấy có một cái vị quan khi ngày xưa từ khi sinh ra thì có một cái ông thầy bói ông ấy ông thầy tướng số ông đoán cái ông đó sau khi trưởng thành lớn lên như thế nào thế nào làm quan năm bao nhiêu tuổi và làm đến chức quan gì là hết và đến năm 53 tuổi là chết Lấy vợ thì không có con Vân vân Đúng như vậy Ông ta nghĩ lại đến đúng 53 tuổi Ông ta mới sực nhớ lại là gì Làm quan Năm bao nhiêu tuổi Làm quan ở đâu Thậm chí là gì? còn đoán được cả tiền lương của ông ấy nữa Đoán được cả tiền lương của ông Khi cái tiền lương của ông mỗi tháng Nhận bao nhiêu tiền lương Và năm nào nhận bao nhiêu tiền lương Chúng ta thấy Cái ông thầy ông đoán chuẩn không Rất chuẩn Nói rất chuẩn các bạn. Cho nên bên tử vi tướng số là cũng có. Nhưng mà có đối với gì? Với các tôn giáo bạn và cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta. Là có. Nhưng sau khi cái vị này à, sực nhớ ra năm nay mình 53 tuổi. Vị này chán đời quá và nghĩ là mình năm nay sẽ phải chết rồi. Cho nên đến chùa. Đến chùa thì gặp một vị sư. Gặp một vị sư thì hai bên đó ngồi đối diện nhau rồi ngồi thiền ba ngày ba đêm không ăn không uống không cửa, không quậy không động đậy gì cả thấy cái vị uh, cư sĩ kia đến chùa như vậy cái vị uh, thiền sư kia thì cũng rất là thán phục sau khi tỏ vẻ thán phục cái vị uh, cư sĩ kia nói rằng uh, bạch thầy thì uh, con chẳng phải là một người cao nhân hay cái gì gì đâu con vì để con chán đời thì con nghĩ là con thì không biết là sống chết được mấy ngày hay mấy tháng nữa và đem kể lại toàn bộ câu chuyện trước đây cho vị sư kia nghe. Cái vị sư kia nói là ồ hóa ra là thế ta cứ tưởng ông là một bậc gì Bồ Tát tái sinh hoặc là một cao nhân à, đến đây thế không ngờ ông chỉ là một kẻ phàm phu thôi. Và sau khi nói chuyện qua lại thì cái vị quan kia xin thỉnh giáo với vị sư. Vị sư kia với dạy cho cái vị quan kia một cách cái làm thiện để tích phúc và để cải đổi vận mệnh của mình. Và nói rằng nếu mà ông mà làm được cái điều đó thì năm nay ông không chết mà ông còn gì trường thọ tức là kéo dài tuổi thọ và cái chức quan của ông ấy, không chỉ dừng lại ở cái chức quan gì ạ, quan tri phủ này à, quan tri huyện này mà ông còn gì được thăng tiến lên nữa mà đồng lương của ông chắc chắn sẽ còn được nhiều hơn nữa và gì ông không chỉ là gì không có con như người ta nói trước đây mà gì ông sẽ có con nữa 53 tuổi rồi các quý vị và sau khi làm tu nhân tích đức làm phúc phát phát nguyện mỗi ngày làm 100 việc thiện rồi đến gì hàng nghìn việc thiện ông ấy ghi nhớ lại và kết quả là về hết 53 tuổi ông không chết và sang năm sau gì ông ấy sinh vợ ông sinh một đứa con trai và sau khi vợ sinh con trai thì ông lại được thăng quan tiến chức nữa và tuổi thọ thì thêm mấy chục năm nữa và cái quyển tích phúc cải mệnh sẽ cho chúng ta thấy rằng quan điểm của Phật giáo chúng ta có thể thay đổi vận mệnh thay đổi được cái gì à, cái trừ các bạn lúc nãy đưa câu hỏi này gọi là sợ cái cung tuyệt mệnh vân vân đó thay đổi được các bạn nên đọc và nên hướng tâm làm việc thiện phóng sinh tu phúc à, bố thí cúng giảng bây giờ chưa có đang là sinh viên chưa có điều kiện để bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc thì chỉ cần các bạn gì mỗi một ngày sáng tối hai lần niệm phật mười hơi sáng tối như lúc nãy thầy nói đó đó là tiêu trừ nghiệp chướng rồi hướng cái tâm thiện lên đừng có niệm ác đừng có khởi tâm ác đừng nói lời ác đừng nói những lời thề bồi chửi bới bạn bè nguyền rủa mọi người làm cái gì cũng dùng cái tâm tử bi trí tuệ để hướng đến thì sẽ tiêu được trừ được nghiệp chướng đọc cái quyển sách đó các bạn sẽ thấy vững niềm tin hơn để chúng ta